Ô, chỉ em chỗ nào ấy là được. Chiều rộng là bao nhiêu anh Trường? Anh nói luôn. 1 2 2 1 2 rồi. Chiều ngang là 1 2 2. Chiều ngang là 1 2 2, chiều dài là 2 4 4. Chiều dài kiện hàng là 2 4 4. Chéo là đường chéo kiện hàng là 273. Được phép cộng trừ 0.3. Rồi, trừ 0.3. Đây là 11.5 này. Ok. Đấy. Đây là 11.4. 11.6. 11 đây. 17 15. 14. Ok. Có 3 điểm anh ơi, anh chờ. Đo độ ẩm ở giữa. Đo 3 điểm ở giữa cạnh chiều dài của kiện hàng. Cho phép từ 20%. Dưới 18. Dưới 20. Trên cái tờ là dưới 18. Ờ thì chúng ta về dưới 18 à. Đấy là hình clip này đúng không? Bằng đúng không? Ừ. À. Nếu mà hai bên nó to nhau, ví dụ to như này này. Đấy. À. Là nó bị xéo. Ờ, là nó cắt lệch. Còn nếu mà bóp hai người đối diện là bằng nhau rồi là kiện hàng nó cắt là chuẩn. Ờ. Được không? Ok. Ví dụ cắt nếu mà nó hàng nó hai mình lật ngược lại mà hai tấm ván cắt không đều nhau và nó kiểu như tấm thun tấm thò kiểu như hình elip rồi mà võng này hay là nhiều nguyên nhân đấy. Tấm này lỗi bị gãy mà gãy bị mất mặt độn. Nó sẽ bị loại. Vâng.